Em Phương tư vấn như vậy thì có bị ra nước không? À, nếu mà nói cái chuyện phòng the á, chỉ mới miêu tả thôi mà nước nôi đã lênh láng tràn bờ đê, thì chắc chắn á, khi mà ngồi đây mà chia sẻ với mọi người thì chắc là em Phương phải đóng bỉm rồi. Bởi vì khi nào mà cao hứng thì mình sẽ gọi là miêu tả rất là kỹ. Sắp tới thì em Phương sẽ làm những video để giúp cho mọi người hiểu được về cách yêu, tư thế yêu và các nghệ thuật yêu như thế nào. Thế thì cứ mỗi lần mà tả như thế nào mà cứ rỉ nước thì trời ơi, chắc phải đóng bỉm thì nó mới có thể gọi là thấm hết được cái nước đấy đấy các anh ạ. À, chị em phụ nữ thì gọi là lên giường mới dễ thăng hoa, mới dễ ra nước, và nhất là khi mà được các anh kích hoạt tay này, môi này, lưỡi này và khoai. Các anh có để ý nhá, cho em cái lúc mà mình yêu á, càng đưa vào mình càng đẩy nhanh, mình càng đẩy mạnh, chị em phụ nữ sẽ càng thích đúng không ạ? Càng thích á, thì lại càng happy thì lại càng ra nước nhiều. Nhưng nếu như mà các anh kiểu trời ơi từ từ, đừng ra nhiều nước, anh không thích nhiều nước như này thì chị em phụ nữ cũng không thể nào mà hãm được. Các anh có thể là đang thấy người ta co bóp này, cô bé của người ta thì đang co bóp, các anh có thể là thấy người ta đang giật giật, nhưng gọi là đấy là người ta đang thăng hoa, người ta đang happy, người ta đang lên tới nóc, chứ không phải là người ta đang cố gắng để co lại, khép lại để nước nó không ra đâu. Cái này á, thì lại khác với đàn ông. Bọn em thì không thể nào mà hãm được nước, cũng giống như là các anh trai rất là thích rồi, rất là hạnh phúc rồi, muốn lên giường cùng với cô gái này, hoặc là muốn yêu thêm một hiệp nữa. Nhưng mà sao ạ? Thằng em ý thì nó không khỏe, nó không chịu ngóc lên, nó cứ mềm mềm này, nó cứ ẻo ẻo, nó cứ lắc lên lắc xuống, nó cứ dẻo dẻo như thế nào ấy. Thằng anh ấy thì rất là thích, nhưng mà thằng em lại không nghe lời. Tình trạng này á, là tình trạng mà các anh trai thường xuyên gặp phải. Chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền, ta phi ngựa lại đứt dây cương. Đó là do testosterone của các anh bị suy giảm, nó bị suy giảm quá độ. Thế nên á, các anh trai muốn cải thiện, muốn tăng nội sinh, tăng testosterone nội sinh thì các anh hãy xài Hào Vương OX nhà bên em Phương. Mỗi ngày thì 2 viên. Một liệu trình Hào Vương này sẽ giúp cho các anh trai khỏe từ sâu bên trong, giúp cho các anh trai có được một thằng em cứng đe cứng đét, giúp cho các anh trai yêu chiều chị em nhiều cái tư thế mà thằng em không bị yểu. Nên là ai cần em Phương tư vấn hỗ trợ chi tiết thì các anh hãy để lại số điện thoại, hoặc là các anh có thể kết nối theo số hotline inbox cho em Phương để được tư vấn bảo mật nhé.